các đối tượng gồm Nguyễn Thị Liễu sinh năm 1979, Nguyễn Thị An sinh năm 1971, Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1976 bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cậy sinh năm 1980 bị bắt vì tiêu thụ tài sản trộm được. Từ ngày 10 tháng 9 đến 26 tháng 9 năm 2024, nhóm đối tượng này đã thực hiện 3 vụ trộm dây cắp điện tại các công trình đang thi công trên đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài và đường 72m Nghệ An. Vụ đầu tiên diễn ra ngày 11 tháng 9 tại xã Nghi Thạch. Nhóm trộm gần 1.200m dây cắp điện, trị giá hơn 384 triệu đồng. Ngày 23 tháng 9, chúng cắt trộm hơn 3.000m dây cắp điện tại xã Hưng Hòa, gây thiệt hại 650 triệu đồng. Ngày 26 tháng 9, nhóm tiếp tục trộm 2.700m dây cáp tại xã Nghi Đức, trị giá 480 triệu đồng. Số dây cáp trộm được sau đó được bán cho Nguyễn Văn Cậy, chủ cửa hàng phế liệu ở xã Nghi Phong. Cậy đã mua số tài sản này dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp. Chuyên án hiện đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng. Chiều 2 tháng 10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2006, nghi phạm sát hại mẹ ruột tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, người dân phát hiện thi thể bà Lê Thị Về, sinh năm 1964, trú tại xã Ia Lê, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, bị vùi lấp dưới đất trong quá trình phân hủy. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định con trai bà Về, Nguyễn Văn Tiến, có liên quan trực tiếp đến vụ án. Theo điều tra, Tiến sống cùng mẹ và trước khi án mạng xảy ra, không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 9, Tiến đã bán 5 con bò và 4 con dê lấy 45,5 triệu đồng. Số tiền này Tiến dùng để mua thẻ nạp game và điện thoại di động, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau khi xác định được hành tung của đối tượng, lực lượng công an đã triển khai truy bắt Tiến. Đến trưa 2 tháng 10, Tiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt tại hiện trường. Hiện Nguyễn Văn Tiến bị tạm giữ hình sự và sẽ bị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án gây chấn động dư luận là lời cảnh tỉnh về những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc nghiện game online. Chỉ sau 2 giờ truy nóng, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Võ Văn Bằng, sinh năm 2000, vì hành vi ném bom xăng vào 3 cơ sở giao dịch ngân hàng tại phường Xuân Phú. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút sáng ngày 3 tháng 10 khi Bằng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đến trước một phòng giao dịch ngân hàng và ném chai chứa xăng đã châm lửa vào cơ sở này. Sau đó Bằng nhanh chóng rời đi. Bảo vệ ngân hàng và người dân xung quanh đã kịp thời dập tắt đám cháy, tránh được thiệt hại nghiêm trọng. Trước đó, đối tượng đã thực hiện hành vi tương tự tại cơ sở giao dịch tín dụng của 2 ngân hàng khác nằm trên địa bàn phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm thông qua đặc điểm nhận diện, mặc quần jean sọc xanh, áo thun trắng ngắn tay và đội mũ đen. Chỉ sau 2 giờ điều tra, công an đã bắt giữ Bằng tại khu phố Lệ Uyên Đồng, phường Xuân Yên. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy. Ngày 2 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khởi tố và tạm giam Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 29 tháng 7, một nam thanh niên ở Phú Xuyên trình báo bị cướp chiếc điện thoại trị giá 30 triệu đồng tại đường Phố Viên, phường Thụy Phương. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Duy Thái là thủ phạm và đã triệu tập đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Thái khai do thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp giật. Thái nhắm đến những người đi xe máy một mình thiếu cảnh giác. Hắn giả vờ phát hiện xe máy của nạn nhân chảy dầu và cảnh báo xe có nguy cơ bốc cháy. Khi nạn nhân dừng xe, Thái chỉ vào phần gầm máy có dầu bám đen, sau đó tháo dây gió nối buji khiến xe không thể khởi động. Tiếp theo, hắn giả vờ gọi điện thoại nhờ hỗ trợ nhưng bảo điện thoại hết pin và yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại chụp ảnh phụ kiện. Lợi dụng lúc đó, Thái đề nghị đưa điện thoại cho mình để so sánh và nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn. Qua đấu tranh, Nguyễn Duy Thái khai nhận từ tháng 3 năm 2024 đã thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng với cùng một thủ đoạn. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 2 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố. Tại giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội, đủ căn cứ kết luận và đề nghị truy tố 17 bị can
về 4 tội danh, gồm nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Trong số này, nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng đã bị xác định là nhân vật có vai trò đặc biệt. Theo kết quả điều tra, Trần Tùng đã lợi dụng chức vụ của mình để nhận hối lộ tổng cộng hơn 4,4 tỷ đồng nhằm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cách ly y tế đối với 3 chuyến bay. Đặc biệt, Trần Tùng còn được xác định đã lợi dụng cá nhân hơn 3,2 tỷ đồng trong việc tham mưu đề xuất cho 5 chuyến bay khác. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để thực hiện cách ly y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh. Theo đó, Sở Ngoại vụ được giao nhiệm vụ tổng hợp danh sách và hồ sơ của các cơ quan tổ chức đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh, thẩm định kế hoạch đón và điều kiện cách ly y tế. Trong bối cảnh đó, Trần Tùng đã lợi dụng chức vụ của mình và sự trợ giúp từ Trần Thị Quyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sen Vàng Đất Việt để thực hiện các hành vi trái phép. Vào cuối năm 2020, Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã liên hệ với ông Nguyễn Đình Việt, giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, nhằm xin hỗ trợ cho công dân Việt Nam trở về nước. Ông Việt đã chuyển số điện thoại của Trần Tùng cho ông Nam để thực hiện các thủ tục cần thiết. Đầu tháng 3 năm 2021, Trần Tùng chủ động liên lạc với ông Nam để thông báo đã có địa điểm cách ly và đề nghị ông Nam gửi công điện tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ông Nam cũng đã giới thiệu Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh để kết nối với Trần Tùng trong việc xin cách ly cho công dân. Tại một nhà hàng ở thành phố Thái Nguyên, Trần Tùng và Lê Văn Nghĩa đã thỏa thuận về việc tổ chức cách ly. Tùng yêu cầu Nghĩa để công ty Sen Vàng Đất Việt thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói 18 triệu đồng mỗi khách, bao gồm cả phí khách sạn, ăn uống, test Covid và các chi phí khác. Tuy nhiên, trong hợp đồng chỉ ghi giá từ 10 đến 12 triệu đồng. Số tiền chênh lệch sẽ được chuyển ngoài hợp đồng cho Quyền để trả lại cho Tùng. Sau khi đạt được thỏa thuận, Tùng đã gọi cho Quyền để bàn bạc về tổ chức cách ly, thống nhất rằng Quyền sẽ lo toàn bộ thủ tục cần thiết. Công ty Nhật Minh sau đó đã thực hiện 3 chuyến bay đưa tổng cộng 668 công dân về cách ly tại tỉnh Thái Nguyên. Quá trình tổ chức 3 chuyến bay, Nghĩa đã chuyển tổng cộng hơn 11 tỷ đồng cho Quyền, trong đó có 6,6 tỷ đồng theo hợp đồng và hơn 4,4 tỷ đồng ngoài hợp đồng. Quyền đã chuyển cho Tùng hơn 2,4 tỷ đồng qua tài khoản của Trần Quyết, em trai Tùng, và Nguyễn Trung Dũng, bạn của Tùng. Khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án giai đoạn 1, Tùng đã chỉ đạo Quyền hợp thức hóa số tiền ngoài hợp đồng với lý do nộp thuế. Tổng cộng, Tùng đã nhận hối lộ từ Nghĩa qua Quyền với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó Quyền được hưởng lợi 300 triệu đồng. Quá trình điều tra đã chỉ rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Trần Tùng. Sau chuyến bay ngày 28 tháng 9 năm 2021, ông Nam không cho Nghĩa thực hiện tiếp các chuyến bay mà để Trần Tùng tự đề cử công ty thực hiện. Tùng đã chọn bà Bùi Thị Kim Phụng, đại diện công ty Fuji Travel tại Nhật Bản để phối hợp tổ chức chuyến bay. Bà Phụng sẽ liên hệ bán vé cho công dân và thuê tàu bay đưa họ từ Nhật Bản về sân bay nội bài. Tùng đã hướng dẫn bà Phụng mượn pháp nhân của công ty cổ phần Én Việt để thực hiện 2 chuyến bay vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 và 20 tháng 11 năm 2021. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã xác định Trần Tùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, từ đó hưởng lợi số tiền hơn 3,2 tỷ đồng trong việc thực hiện 7 chuyến bay đưa công dân từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên.